Thưa quý vị, bất kỳ người làm cha làm mẹ nào cũng đều nóng ruột khi chứng kiến con mình bị bắt nạt, chịu tổn thương. Tuy nhiên đây không phải là lý do biện minh cho việc dùng bạo lực để bên con bất chấp đúng sai. Bởi hành vi này không chỉ gây tổn hại cho sức khỏe, thân thể người khác mà nguy hại hơn còn gieo vào đầu con trẻ những hình ảnh xấu xí, ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách và ứng xử của trẻ sau này. Những vụ việc xảy ra liên tiếp trong thời gian qua là hồi chuông cảnh báo về thực trạng đáng lo ngại này. Những ngày qua, mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nhóm trẻ trượt patin giữa đường thì một bé gái bất ngờ chuyển làn và bị xe máy tông trúng. Cú tông khiến hai người đi trên xe máy cũng ngã lăn ra đường. Nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị một người đàn ông đánh tới tấp. Vụ việc xảy ra tại một đường hẻm thuộc phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Người có hành vi đánh người là cha của đứa trẻ trong đoạn clip. Sau vụ việc, người này đã tìm tới nhà của người bị đánh để xin lỗi. Tuy nhiên, hành vi côn đồ của người đàn ông vẫn khiến dư luận bức xúc và lên án. Lỗi người lớn mà vi phạm luật giao thông khi để trẻ đi patin dưới lòng đường là lỗi thứ nhất. Lỗi thứ hai là côn đồ. Không thể có lý do bao biện cho hành động côn đồ này. Tuy hậu quả không lớn, nhưng ảnh hưởng nhân cách trẻ ở đó rất lớn. Đây rõ ràng là người nhà ông ta gây ra cho người khác. Vậy mà chỉ biết tỏ ra côn đồ hung hãn, rồi đám trẻ sẽ nghĩ rằng chúng luôn đúng. Trên thực tế, việc cha mẹ bên con rồi sẵn sàng thượng cản chân, hạ cản tay với người khác không phải chuyện hiếm. Trước đó, vào tháng 8, dư luận từng bức xúc trước việc người đàn ông ở Hà Nội dìm đầu bé trai 9 tuổi xuống hồ bơi do nghĩ đứa trẻ này đã làm điều tương tự với con mình. Vụ việc này chưa lắng xuống, dư luận lại tiếp tục dậy sóng bởi clip ghi lại cảnh người đàn ông đánh đập dã man một bé trai ngay trước sảnh chung cư ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, khiến cháu bé bị chấn thương ở vùng mặt, chảy nhiều máu. Nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa nhóm trẻ trong lúc chơi bóng đá với nhau. Chia sẻ về thực trạng này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cha mẹ dạy con bằng tấm gương qua hành vi ứng xử hàng ngày và nhân cách của mình. Chính cha mẹ cũng tiếp tay tham gia trả đũa bằng những hành vi bạo lực để giải quyết những ấm ức của mình, thì con cái cũng sẽ bị di truyền theo cơ chế tập nhiễm xã hội, chấp nhận những giá trị bạo lực. Coi hành xử hung hăng, bạo lực với người khác để đòi quyền lợi không có gì là sai. Trẻ em thiếu suy nghĩ nên hành động bồng bột là điều có thể cảm thông. Tuy nhiên, vì những mâu thuẫn của con trẻ mà người lớn có thể ra tay xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người khác là điều không thể chấp nhận được. Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Đừng để những hành vi sai trái của người lớn làm lệch lạc đi suy nghĩ và hành động của con trẻ sau này.